chương trình đâu đấy từ 20 năm ra trong cái chương trình ấy. Cái này nó là tép đen đấy nhỉ? Chỉ đẹp 3 năm nữa. Cái đống này không còn bén. Đâu đó, nó cắt cái gì thôi đó. Để đi, để còn bảo vệ che đỡ mưa gió. Cái bọc này là người kia đâu không? Đợt trước con em có một dự án đấy, thì dự án làm cho buôn tống một trăm con cám bơ lầy là làm ưu tí này, hai em thấy ưu tí bên vào đây làm anh cái mặt này đây khỏi dưới cái này cho nó là... cái này chỉ làm được tính cực ngoài không có làm ra ta lâu nó mới hưởng dần thương đâu chất thẩm thấu em lấy chứng chỉ BT này nè con thứ anh ấy con làm kỹ lắm. Ủa, tuần anh dài à điều hai nhưng mà tuần anh đâu có mở trung tâm đâu hay là đây đến kỹ của tài giác mấy ông cái rác, mấy tòa có chỉ em đi à? Có.